Vâng, chào mừng anh chị đã quay trở lại với Salon ô tô Topcar. Và hôm nay em Chí lại lên sóng và gửi tới cho quý chị một trong những chiếc xe kiểu dáng Cooper, một chiếc xe BMW X4. Chiếc xe này sẽ được gọi là đàn em của X6 anh chị nhá. Với kiểu dáng Cooper sẽ cạnh tranh với chiếc GLC 300 Cooper. Và chiếc xe này của em thì sẽ là sản xuất 2017 và là nhập Mỹ và đăng ký lần đầu 2018 biển Hà Nội. Màu đen quý anh chị nhá. Về cơ bản của chiếc xe này, về phía ngoại thất bên ngoài thì xe cũng chưa có nâng cấp hay là độ gì đâu. Cũng chỉ trang bị cho quý chị như cái bi gầm này hay là cam 360 này. Còn đèn thì tất cả vẫn là hệ thống đèn zin trong xe quý chị nhá. Hệ thống đèn chính của chiếc xe, hệ thống đèn pha vẫn là đèn zin với 4 bóng bi xenon. Đấy. Kết hợp thêm hệ thống như là hệ thống đèn liếc này. Đấy. Phía trước thì cũng được trang bị cảm biến phía đầu này, cũng như là hệ thống rửa đèn pha này. Đó là những trang bị ở phía trước của chiếc xe này. Hay là chiếc xe này cũng được trang bị một cái vành hình chữ Y. Đấy. Với chi tiết phay và sơn màu xám rất đẹp anh chị nhá. Lốp la của chiếc xe thì còn rất là mới, rất là đẹp. Chiếc xe này thì sẽ là phiên bản X-Driver, là phiên bản dẫn động 4 bánh còn thời gian. Đấy. Nên là quý anh chị mình nếu mà có thích cái khả năng vận hành của những chiếc BMW thì chiếc xe này chắc chắn sẽ đáp ứng được mọi nhu cầu về cảm giác lái cho quý anh chị. Phía sau thì quý anh chị được trang bị cho em hệ thống đèn full LED này. Đấy, hay là cái cảm biến đuôi này. Hay cũng được trang bị camera lùi cũng như là trang bị cốp điện này. Và chiếc xe này cũng được trang bị thêm chức năng đó là đá cốp nhé. Phía sau của cái chiếc BMW X4 này phải nói là nó rất là rộng. Đấy. Rất là rộng. Còn đâu về mọi chi tiết trên cái chiếc X4 này thì nguyên bản 100%. Từ ốc át, keo chỉ cho tới máy móc, động cơ, khung gầm. Đấy. Xe thì nói chung thì còn đầy đủ các phụ kiện liên quan đến xe. Đấy. Rất đẹp anh chị ạ. Và chiếc xe này thì cũng đã được đặt riêng cái bộ ghế màu nâu. Đấy. Da Dakota anh chị nhá. Đây, là một loại da cao cấp của dòng BMW, da Dakota. Và chiếc xe này cũng được anh chủ anh ấy đặt cái bộ ghế này với theo logo hình chữ X. Đấy, của dòng xe X4 cùng với những cái đường chỉ khâu. Rất là đẹp. Và cái chiếc xe này khi ngồi phía sau nhé, ngồi rất rộng rãi anh chị ạ. Đấy. Ngồi rất là rộng rãi với cái chiếc xe X4 này. Riêng với những dòng xe nhập khẩu về chất lượng thì nói chung là quá chuẩn. Rất đẹp anh chị ạ. Đấy. Chiếc xe này mặc dù là từ 2017 nhưng mà mọi chi tiết chiếc xe nó còn rất là mới anh chị nhé. Đấy. Hệ thống đèn auto đầy đủ cho quý anh chị này. Đấy, ghế chỉnh điện này. Hay là lẫy số trên vô lăng này, đấy, các chế độ lái này, phanh tay điện tử này, hỗ trợ đổ đèo này, đấy. Hệ thống màn hình thì cũng đã đầy đủ, kết hợp tất cả các chức năng cho quý anh chị này. Kết nối Bluetooth đầy đủ này. Đấy. Ghế của chiếc xe này sẽ là thiết kế kiểu dạng ghế thể thao, nên là sẽ ôm lưng anh chị nhé. Khi quý anh chị mình vào cua cảm giác nó rất là sướng, đấy, cảm giác rất là ôm trọn người. Vào cua cảm giác cực kỳ là thật. Phải nói về những chiếc BMW thì cảm giác lái luôn là những dòng xe đem lại cảm giác cực kỳ là phấn khích trong khả năng vận hành. Đấy. Chiếc xe này thì sẽ sử dụng cái khối động cơ là 2.0 Twin Power. Đấy. Bộ khối động cơ mặc dù là nghe thì nhỏ thôi nhưng mà nhà thiết kế, các kỹ sư người ta thiết kế để đem lại một hiệu suất cực kỳ là cao anh chị nhé. Mọi chi tiết chiếc xe thì nguyên bản 100%. Rất đẹp. Bây giờ tầm tiền chiếc xe này quý anh chị mình sở hữu quá hợp lý. Một chiếc xe nhập khẩu gầm cao, máy thoáng, kiểu dáng rất là hiện đại anh chị nhé. Những kiểu dáng cực kỳ hot trong thời điểm hiện nay, kiểu dáng Cooper. Đấy. Tầm tiền bây giờ nó quá hợp lý, chỉ loanh quanh ngoài 1.6 thôi. À, quý chị mình có thể sở hữu được chiếc BMW X4 này rồi. Và quý chị mình có nhu cầu quan tâm tới chiếc BMW X4 này, có thể liên hệ trực tiếp với số like trên màn hình để nhận tư vấn cũng như có một báo giá tốt nhất. Và xe này thì bên em vẫn bán cam kết đầy đủ chuẩn chất lượng, chuẩn pháp lý cho quý chị và bao check test mọi nơi. Cảm ơn anh chị quan tâm và theo dõi.